Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 23. Ở cuối tập trước, sau khi giữa không trung, vô số thân ảnh rơi xuống núi non bên trong, Tiêu Viêm cũng là một trong số đó. Chư vị luyện dược sư, nơi này là vòng thứ nhất thí nghiệm, các ngươi yêu cầu tự hành ở núi non bên trong tìm kiếm dược liệu. Luyện chế một quả đan dược này cái đan dược phẩm chất, đem quyết định các ngươi xếp hạng, Tây khu tổng cộng 8700 hơn người, chỉ đi trước 100 danh. Cho nên chư vị nhất định phải đem hết toàn lực. Này khu vực cấm chế thân thể nguyên khí đánh nhau, người vi phạm trực tiếp lấy thất bại trục xuất. Không cho phép mang bất luận cái gì dược liệu rời đi, người vi phạm lấy thất bại trục xuất. Sở luyện chế đan dược cần thiết sử dụng này linh dược núi non bên trong dược liệu, người vi phạm lấy thất bại trục xuất. Thời gian hạn định 2 năm. Từng đạo vang dội thanh âm ở toàn bộ không gian bên trong vang vọng mở ra, Tiêu Viêm nghe vậy tức khắc minh bạch lại đây, giờ phút này cúi đầu hướng tới bốn phía nhìn lại. Tiêu Viêm đôi mắt tức khắc ánh sao chợt lóe, ở hắn dưới chân mọc đầy các loại dược liệu, bùn đất bên trong càng là có thể cảm giác được nồng đậm nguyên khí phát ra. Thế nhưng có như vậy nhiều linh dược sinh trưởng, không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy thập phần khiếp sợ, không có nghi muộn, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Nói lên phẩm chất, Tiêu Viêm hiện giờ nhất thuận buồm xuôi gió đó là luyện chế nhiều nhất tuyệt phẩm đan dược. Chuyển sinh thịt xương đan, mà Tiêu Viêm cũng là không có bất luận cái gì do dự, liền luyện chế này cái chuyển sinh thịt xương đan. Mà Tiêu Viêm tự hồ cũng đối này có cũng đủ tin tưởng, bởi vì đan dược là cái gì loại hình cũng không quan trọng, quan trọng hẳn là đó là này cái đan dược phẩm chất mới là mấu chốt nơi. Linh dược đại tái vòng thứ nhất, đó là ở mơ hồ bên trong. Bắt đầu rồi. 2 năm thời gian, như thế ngắn ngủi, ta cần thiết có thể nhanh nhất tốc độ tìm kiếm đến sở cần dược liệu mới được. Tiêu Viêm không có nghi muộn, hắn thân hình đã ở núi non bên trong cực nhanh xuyên qua, điên cuồng tìm kiếm chính mình sở yêu cầu dược liệu. Trong lúc quanh mình có thể thấy không ít thân ảnh bọn họ đều ở từng người tìm dược liệu. Thời gian quá ngắn, tất cả mọi người cần thiết nắm chặt thời gian. Nhưng Tiêu Viêm thực mau đó là phát hiện, chính mình nhanh như vậy tốc độ xuyên qua, như cũ giống như có người vẫn luôn ở đi theo hắn. Tiêu Viêm tức khắc nhíu mày, cường đại vực cảnh linh hồn đó là đem hắn hơi thở cấp hoàn toàn che giấu. Rừng rậm bên trong, đương Tiêu Viêm hơi thở biến mất một cái chớp mắt, đó là có một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm hơi thở cuối cùng tồn lưu địa phương. Hắn hướng tới bốn phía đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm Tiêu Viêm sở bảo tồn xuống dưới hơi thở. Bỗng nhiên hắn cảm giác được chính mình sau cổ chợt lạnh. Một đạo thanh âm ở này bên tai nổ vang. Ngươi, đi theo ta muốn làm chi? Người nọ tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, thân hình lập tức sau này bạo lược, ánh mắt hoảng sợ đánh giá Tiêu Viêm. Đối mặt Tiêu Viêm dò hỏi, người nọ không nói gì, mà là thân hình vừa động, đó là biến mất ở rừng rậm bên trong. Tiêu Viêm cũng không có truy kích đi lên, bởi vì nơi này cấm chế đánh nhau, đương nhiên. Cũng đã nói lên cấm chế ít người, truy hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, có lẽ ngược lại sẽ trúng hắn kỹ xảo. Tiêu Viêm tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Hắn sở yêu cầu dược liệu tại ngoại giới có lẽ tính thượng hy hữu, nhưng ở chỗ này, tuyệt đại bộ phận phải nói là đầy đất đều là, chỉ có cực nhỏ bộ phận dược liệu tìm kiếm lên có chút phiền phức. Còn có cuối cùng một mặt, 9 cốt nhục trùng hoa. Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, thân hình tiếp tục nhanh chóng xuyên qua, mà loại này bị theo dõi cảm giác cũng là lần thứ 2 xuất hiện, hơn nữa lúc này đây tựa hồ còn không ngừng một người. Theo sau Tiêu Viêm càng là có thể cảm giác được, từng đạo linh hồn chi lực chiều hắn bao trùm mà đến. Tiêu Viêm tức khắc hiểu được, nơi này cấm chế vật lộn cùng nguyên khí, nhưng không có cấm chế linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cũng là một phen đao nhọn, giống nhau có thể giết người với vô hình, sở dĩ cấm chế đánh nhau nguyên nhân đó là bảo hộ nơi đây. Không cho nơi đây dược liệu bị đánh nhau sở hư hao, mà linh hồn chi lực chiến đấu lại là trùng hợp chui cái này chỗ trống. Ta mới tới nơi này, hẳn là không có kẻ thù mới đúng, bọn họ vì sao phải theo dõi ta, hiện tại nghĩ đến hẳn là chỉ có một loại khả năng. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm nói, rồi sau đó ánh mắt lộ ra một mặt âm trầm. Định là này cần mai an bài, nàng đến tục cùng nghĩ muốn cái gì? Tiêu Viêm thập phần khó hiểu, cần mai hành vi cổ quái, thoạt nhìn lại không giống như là ở mơ ước bất diệt chi hỏa. Mà Tiêu Viêm lại cảm thấy nàng là linh dược thiên cung cung chủ, như thế nào đều không thể tưởng được, nàng sẽ để ý này 300 triệu thần nguyên khí đan. Nhưng kỳ thật thượng Tiêu Viêm không biết chính là, cần mai để ý chính là này 300 triệu thần nguyên khí đan, tham gia linh dược đại tái. Một phương diện là kéo dài Tiêu Viêm, một phương diện còn lại là tưởng thông qua người khác tay diệt trừ Tiêu Viêm cũng không khả năng. Nếu thật là như thế, ta đây càng là tò mò, ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tục cùng nghĩ muốn cái gì, kẻ hèn mấy cái binh tôm tướng cua, cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt, vực cảnh linh hồn chi lực đó là bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Ở kia rừng rậm giữa, tức khắc đó là truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trong rừng mấy đạo thân ảnh trực tiếp hôn mê qua đi. Tìm được rồi. Cuối cùng một mặt dược liệu Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc đem này tìm được, vực cảnh linh hồn chi lực lần thứ 2 đem tự thân hơi thở che giấu. Tiêu Viêm không có lập tức luyện chế đan dược, mà là tìm kiếm tới rồi một cái tương đối ẩn nấp sơn động giữa. Trước đó,
Tiêu Viêm lại đem chỉ vàng sắt bố trí ở cửa động nội, chưa từng có nhiều thời gian đi làm phòng bị. Tiêu Viêm cần thiết lập tức bắt đầu luyện đan, nếu không thời gian thật sự không kịp, rốt cuộc còn muốn suy xét đến khả năng có người sẽ đến quấy nhiễu. Luyện đan bắt đầu. Chuyển sinh thịt xương đan đã luyện chế qua số cái, cho nên Sở Cần dược liệu tinh luyện phương pháp. Trên cơ bản có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, Tiêu Viêm thủ pháp cực nhanh, ở bằng mau tốc độ tinh luyện dược liệu. Bởi vì Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực đem hơi thở che giấu, một năm thời gian đều không có người phát giác Tiêu Viêm nơi này. Cho đến Tiêu Viêm đã tinh luyện hoàn thành đại bộ phận dược liệu, mà khoảng cách 2 năm chi kỳ đã còn có mấy tháng không đến. Bất quá nên tới vẫn là tới, quanh mình xuất hiện một ít hơi thở hướng tới Tiêu Viêm huyệt động tới gần, mà lúc này Tiêu Viêm đã tinh luyện xong dược liệu. Đó là chuẩn bị liên tục tinh luyện giai đoạn, này một bước yêu cầu linh hồn chi lực tham dự cũng rất nhiều. Nhưng lúc này, sơn động ngoại một ít hơi thở cũng không có đối Tiêu Viêm phát động công kích, mà là từng đạo vô hình linh hồn chi lực hướng tới Tiêu Viêm thổi quét mà đến. Tiêu Viêm tức khắc mày nhăn lại, chỉ có thể là phân thần, lấy chính mình vực cảnh linh hồn chi lực đi sinh sôi chống cự này đó linh hồn chi lực quấy nhiễu. Tiêu Viêm cần thiết tăng tốc, luyện đan đến tận đây, Tiêu Viêm như cũ không có vận dụng hỏa diễm chi tâm. Chỉ có lúc này, Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong bất diệt chi hỏa ngọn lửa đó là khuếch tán mà ra. Nháy mắt càng là từ sơn động bên trong phun ra, hỏa lãng khuếch tán, nhìn như vô hình sóng nhiệt như cũ ẩn chứa bất diệt chi hỏa uy lực. Chung quanh những cái đó từng đạo thân ảnh ở bất chi bất giác chung, bất diệt chi hỏa hỏa đốm đã xuất hiện ở bọn họ trên người. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tâm thần vừa động, tức khắc gian, bất diệt chi hỏa đó là bắt đầu hấp thu bọn họ sinh cơ cùng nguyên khí. Quanh mình một chúng thân ảnh trong mắt lấy làm kinh ngạc, vội vàng sau này đảo bắn mà đi, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào lui ly, trên người sinh cơ cùng nguyên khí như cũ ở bị hấp thu. Chờ ta luyện xong đan, chảo một cái hỏi một chút rõ ràng, vì cái gì các ngươi không luyện đan cũng muốn tiến đến quấy nhiễu với ta? Tiêu Viêm trong mắt sắc khí nghiêm nghị. Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa những cái đó dùng linh hồn chi lực đối hắn luyện đan tiến hành quấy nhiễu toàn bộ đuổi xa, cùng lúc đó, ngọn lửa bên trong đan dược cũng ngưng tụ ra hình thức ban đầu, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, giờ phút này đã có thể thành đan. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có sốt ruột, bởi vì vòng thứ nhất tỉ thí coi trọng chính là đan dược phẩm cấp, nếu Tiêu Viêm hiện tại thành đan, chỉ sợ này cái chuyển sinh thịt xương đan phẩm cấp cũng sẽ không cao tới đó đi, rốt cuộc thời gian quá mức hấp tấp. Đương nhiên, cho thời gian mọi người đều là giống nhau, chỉ có 2 năm thời gian, đối với đại đa số luyện dược sư tới nói, 2 năm thời gian thật sự quá mức ngắn ngủi. Rốt cuộc một quả tuyệt phẩm đan dược luyện chế vốn là yêu cầu tinh luyện đại lượng dược liệu, hú chi không chỉ có muốn thành đan, lại còn có yêu cầu tận khả năng tăng lên luyện chế đan dược phẩm cấp. Mà Tiêu Viêm giờ phút này ở làm, đó là tận khả năng đi tăng lên chuyển sinh thịt xương đan phẩm cấp. Từng đạo đan văn bằng mau tốc độ xuất hiện ở đan dược hình thức ban đầu phía trên, mỗi nhiều một đạo đan văn, cũng liền ý nghĩa đan dược phẩm cấp đang không ngừng tăng lên, nhưng muốn đạt tới chân chính biến chất, còn lại là đạt tới nhất định số lượng đan văn mới được. Nhưng cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm, giờ phút này Tiêu Viêm chỉ có thể cắn răng, vực cảnh linh hồn chi lực hoàn toàn bùng nổ. Từng đạo đan văn không ngừng ở đan dược phía trên hiện lên trọng điệp, số lượng ở nhanh chóng tăng lên. 100 nói. Tiêu Viêm ngưng tụ 100 nói đan văn, nhưng lúc này khoảng cách vòng thứ nhất thí nghiệm còn có không đến 2 tháng thời gian. 100 nói đan văn có thể cho đan dược phẩm cấp thượng tăng lên tác dụng cũng không phải rất lớn, Tiêu Viêm cũng là nhíu mày. Bất diệt, ngươi vì ta hộ pháp, nếu còn có hơi thở tới gần, không thể gây thương cập tánh mạng, đem chúng nó đuổi xa liền có thể. Tiêu Viêm dặn dò một câu, lúc này Tiêu Viêm chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập tới rồi luyện chế này cái chuyển sinh thịt xương đan cuối cùng giai đoạn. Muốn càng nhanh chóng ngưng tụ đan văn, thật cũng không phải không có cách nào, nếu vận dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng. Tiêu Viêm có thể tiến thêm một bước tăng lên ngưng tụ đan văn tốc độ, hơn nữa còn có thể trực tiếp tăng lên đan dược phẩm cấp. Nếu không phải là thời gian gấp gáp, nếu không Tiêu Viêm cũng tận khả năng không đi vận dụng hỏa diễm chi tâm. Rốt cuộc trước mắt còn chưa tới bất đắc dĩ sử dụng hỏa diễm chi tâm nông nỗi, quá nhiều bại lộ hiển nhiên thỉnh thoảng một chuyện tốt. Vẫn là đến thuận lợi thông qua vòng thứ nhất mới được. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cũng là không dám đại ý, rốt cuộc người dự thi số lượng như thế bàng bạc. Không thể ích kỷ cho rằng chính mình luyện dược thuật đã chắc tuyệt tuyệt trần, cẩn thận một ít vẫn là tương đối tốt. Tâm tư vừa động lúc sau, bất diệt chi hỏa đã bại lộ, cho nên Tiêu Viêm như cũ thông qua bất diệt chi hỏa bắt đầu tinh luyện này cái chuyển sinh thịt xương đan. Đến nỗi thập tuyệt yêu viêm cùng bạch diễm, không cần phải sử dụng thời điểm, Tiêu Viêm sẽ lựa chọn tận lực che giấu. Bất diệt chi hỏa thay thế Tiêu Viêm nguyên bản ngọn lửa, đem chuyển sinh thịt xương đan hoàn toàn bao vây ở trong đó, tức khắc gian, một cổ càng cường ngọn lửa chi lực đó là khuếch tán mở ra. Sau Tiêu Viêm phía trước sử dụng ngọn lửa không biết cường thượng nhiều ít lần, từng đạo đan văn đang ở lấy càng mau tốc độ ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại đây phiến linh dược núi non giữa, sở hữu luyện dược sư đều tại tiến hành cuối cùng giai đoạn, mà ở nơi nào đó, một đạo thân ảnh ăn mặc đặc chế quần áo, mà này quần áo tự mang uy hiếp, sau lưng viết cực đại đấu thần hai chữ. Vị này luyện dược sư, đó là đến từ đấu thần liên minh. 300 nói, ha ha, này tây khu vòng thứ nhất quán quân phi ta vương rộng mạc trúc. Hắn lộ ra cuồng tiếu, trước mặt ngọn lửa bên trong đan dược tản ra nồng đậm đan hương,
thiên linh phẩm cấp cũng là tương đương không thấp. Bởi vậy hắn trên mặt mới có thể rào rạt ra vô cùng kiêu ngạo tự tin, biểu tình càng là một bộ nắm chắc thắng lợi. Trừ bỏ tên này đấu thần liên minh ở ngoài, còn có một người, hắn người mặc bình thường, nhưng trên người lại là tản ra một loại ma sát chi khí, ở hắn trên cổ càng là có đặc biệt một cái ấn ký. Không nghĩ tới tại đây tây khu giữa, thế nhưng trừ bỏ ta ở ngoài, còn có hai người đều là đạt tới vực cảnh linh hồn chi lực, không thể tưởng tượng. Nam tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt dần dần âm hối, chợt hắn bàn tay trực tiếp dò ra, bắt được trước mặt ngọn lửa bên trong đan dược, đó là hướng tới nơi xa lao đi. Đấu thần liên minh vương rộng ta thật là hiểu rõ, một cái khác vực cảnh linh hồn chi lực giả đến tột cùng là ai, ta đảo mau chân đến xem. Nam tử nói xong, thân hình đó là hướng tới nơi xa lao đi, mà đi hướng phương hướng, đúng là Tiêu Viêm nơi ẩn nấp sơn động. Lúc này sơn động bên trong, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, trước mặt chuyển sinh thịt xương đan ở ngọn lửa bên trong tản ra tầng tầng vầng sáng, đan hương càng là từ trong đó rào rạt mà ra. Khoảng cách vòng thứ nhất kết thúc, còn có cuối cùng một tháng. Còn có thể ngưng tụ càng nhiều. Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, nếu đã vận dụng bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm đó là chuẩn bị toàn lực luyện chế này đan. Dù sao tiên ma phân thân cũng yêu cầu này cái chữa trị thân thể đan dược, luyện chế phẩm cấp càng cao, hiệu quả tự nhiên càng rõ ràng. Tiêu Viêm cẩn thận khống chế được bất diệt chi hỏa, rốt cuộc đây là hỏa diễm chi tâm, kỳ thật thượng chỉ vận dụng này rất nhỏ một sợi ngọn lửa đó là hoàn toàn cũng đủ. Thậm chí ngọn lửa lực lượng còn có chút quá thừa, cho nên Tiêu Viêm cần thiết khống chế, nếu không ngược lại sẽ đem đan dược luyện phế. 300 nói, Tiêu Viêm nhìn trước mặt chuyển sinh thịt xương đan, trong mắt cũng là lộ ra tinh quang, đương nhiên. Nếu không phải hắn sớm đã đối này cái đan dược nhớ kỹ trong lòng, cũng không có khả năng như thế thuận buồm xuôi gió, càng miễn bàn 300 nói đan văn. Cứ việc như thế, Tiêu Viêm ngưng tụ còn không có dừng lại, phải biết rằng, một quả tuyệt phẩm đan dược. 300 nói đan văn có lẽ vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhưng ở 2 năm thời gian, 300 nói đan văn đã là cực đoan không thể tưởng tượng tồn tại. Còn chưa tới cực hạn, còn có thể tiếp tục. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra kiên nghị, vực cảnh linh hồn chi lực tinh tế khống chế được mỗi một tấc ngọn lửa độ ấm, tinh tế trình độ vô pháp tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ hơi thở hướng tới Tiêu Viêm thổi quét mà đến, tức khắc lệnh Tiêu Viêm mày nhăn lại. Bất diệt, cho hắn một ít nhan sắc nhìn xem. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nói xong, bất diệt chi hỏa từ Tiêu Viêm trong cơ thể lao ra, hóa thành một con hắc hỏa phượng hoàng từ sơn động bên trong bạo lực mà ra. Tới rồi nam tử bỗng nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt độ ấm chiều hắn bao phủ mà đến. Lập tức đó là làm hắn thân hình đảo bắn, một tầng màu đen hỏa lãng càng là hướng tới bốn phía khuếch tán. Bất diệt, không thể gây thương cập quanh mình hoa cỏ dược liệu, ta sẽ bị vi phạm quy định thanh trừ. Tiêu Viêm vội vàng nhắc nhở nói, bất diệt hiểu ý, khuếch tán mà ra ngọn lửa trực tiếp thu nạp, hóa thành 10 phiến ngọn lửa hắc vũ đem nam tử vây quanh. Cùng lúc đó, sơn động bên trong Tiêu Viêm thanh âm thình lình lao ra, thanh âm bên trong càng là ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi lực, hình thành cường đại lực trấn nhiếp. Người sau ánh mắt dùng mình nhìn trước mặt bất diệt chi hỏa biến thành hắc phượng hoàng, hắn thân hình cứng đờ, lập tức đó là thật mạnh ôm quyền, cảnh giác đánh giá liếc mắt một cái sau, nhanh chóng thối lui. Mục tiêu chỉ là kinh sợ, bất diệt chi hỏa cũng vẫn chưa thương cập với hắn, đem hắn đẩy lui sau, đó là một lần nữa về tới Tiêu Viêm trong cơ thể. Mà liền ở nam tử rời đi sau đó không lâu, đấu thần liên minh Vương Rộng cũng là liên tiếp xuất hiện. Cùng phía trước nam tử giống nhau, Vương Rộng cũng là bị bất diệt chi hỏa cấp kinh sợ, tùy theo thối lui. Như là thối lui lúc sau nam tử cùng Vương Rộng, bọn họ ở khoảng cách Tiêu Viêm đều không phải là rất xa địa phương. Nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm nơi phương hướng, trong mắt tức khắc bạo nổi lên hoảng sợ tinh quang. Xếp hạng đệ tam hỏa diễm chi tâm, bất diệt chi hỏa thế nhưng sẽ bị ta gặp được, ha ha. Thú vị, tạm thời không cần rút dây động rừng, linh dược thiên cung nội không thể ngạnh đoạt, vẫn là muốn trước tìm hiểu rõ ràng người này là ai lại nói. Nam tử tức khắc trong mắt sắc khí nổi lên bốn phía, thấy bất diệt chi hỏa biến thành hắc phượng hoàng khi. Hắn liếc mắt một cái đó là nhận ra đó là xếp hạng đệ tam hỏa diễm chi tâm, bất diệt chi hỏa. Vương Rộng lùi lại đến nhất định vị trí sau, trong mắt hắn cũng là như thế, tinh quang bạo khởi, cái loại này trong mắt phảng phất có đấu thần liên minh độc hữu một loại điên cuồng. Bởi vì đấu thần liên minh bá đạo, thậm chí lan tràn tới rồi đấu thần liên minh mỗi người trên người. Bọn họ phảng phất liền cho rằng, toàn bộ thần hy đồ vật, chỉ cần là bọn họ đấu thần liên minh muốn, vậy đều có thể hết thảy đoạt lại đây, mà Vương Rộng trong lòng tưởng cũng đúng là như thế. Ha ha, lần này thu hoạch pha phong a, linh dược đại tái đều không quan trọng, nếu là có thể đoạt được người này trên người bất diệt chi hỏa. Như vậy mới chân chính ý nghĩa tính thượng chuyến đi này không tệ, nếu ta có được bất diệt chi hỏa, nói không chừng còn có thể có cơ hội trở thành đấu thần liên minh điện hạ. Vương Rộng nói, ánh mắt đã dần dần trở nên càng thêm dữ tợn, cái loại này ánh mắt giống như cơ khát hung thú ngửi được máu tươi giống nhau. Này hai người xuất hiện, Tiêu Viêm đã biết được, hơn nữa đối bọn họ hơi thở đều có ghi nhớ, ba người đều là vực cảnh linh hồn chi lực. Bởi vậy cường giả chi gian là có thể lẫn nhau cảm ứng được, đều biết được đối phương không tầm thường. Sau một lúc lâu lúc sau, hai người tiến lại là ở trong rừng chậm rãi xuất hiện, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đều lộ ra mỉm cười, đương nhiên, ở bọn họ trong ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác.
Vương Rộng, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi linh hồn chi lực cũng có thể đột phá đến vực cảnh. Nam tử lạnh lùng cười, nhìn trong rừng xuất hiện Vương Rộng, đó là cười lạnh châm chọc nói. Tụ Ma Điện, Trương Huyền. Vương Rộng nhìn người sau thời điểm, hắn ánh mắt cũng là âm trầm xuống dưới, tựa hồ đối trước mắt cái này nam tử tràn ngập kiêng kỵ. Ta nói là cái nào vực cảnh linh hồn chi lực cường giả, nguyên lai là ngươi cái này phế vật. Trương Huyền nhìn Vương Rộng sau, vẻ mặt miệt thị, thậm chí trực tiếp mở miệng nhục mạ Vương Rộng. Trương Huyền, ngươi cũng chỉ dám trình miệng lưỡi cực nhanh, ra này linh dược thiên cung, ngươi chạy sau cầu đều mau. Vương Rộng tự nhiên cũng không phải ăn chay chủ, cũng là lạnh lùng đánh trả nói. Lần trước ta nhớ rõ chạy trốn chính là ngươi. Trương Huyền nhẹ một di thanh, rất có hứng thú nhìn về phía Vương Rộng. Vương Rộng tức khắc vẻ mặt âm trầm, không tức giận trả lời nói, lần trước ta bị thương thôi, có loại lần này linh dược đại tái sau, chúng ta đi ra ngoài nhất quyết sinh tử. Ngươi có dám? Trương Huyền nhìn Vương Rộng, cười lạnh một tiếng, đó là nói, lần này ta còn có mặt khác sự, ta đối với ngươi mạng chó thật sự nhất không nổi hứng thú. Giết hay không ngươi không có gì ý nghĩa, lan trở về ngươi kia đấu thần liên minh đi, phế vật một cái. Nói đến cũng khéo, ta cũng có mặt khác sự, một cái che giấu lên thế lực cũng dám ở ta đấu thần liên minh trước mặt lỗ mãng, ngươi cùng ngươi tụ ma điện giống nhau. Chỉ có thể giấu đi, bởi vì một khi lộ diện, phỏng chừng không biết chết sẽ có bao nhiêu thảm. Hai người ngươi một câu ta một câu, liền kém không có động thủ đánh nhau. Trình miệng lưỡi cực nhanh cũng không có ý nghĩa, nếu không chúng ta đánh cuộc một keo. Vương Rộng ánh mắt híp lại, trên mặt càng là tràn ngập tự tin. Thú vị, ngươi có cái gì tư cách cùng ta đánh cuộc, nói đến nghe một chút. Trương Huyền châm chọc cười. Chúng ta liền tới đánh cuộc một keo, Tây khu quán quân, có dám hay không? Vương Rộng nhìn Trương Huyền, trong mắt cũng là miệt thị. Ha ha, lão tử đã sớm đột phá tới rồi vực cảnh, ta luyện chế tuyệt phẩm đan dược thời điểm, ngươi còn ở xoa thánh phẩm đan dược bi đất. Thật là không biết các ngươi đấu thần liên minh tới, mỗi người đều như vậy có dũng khí, một loại vô tri dũng khí, có vẻ ngu muội. Trương Huyền phát ra cuồng tiếu. Một câu, ngươi dám không dám đánh cuộc? Vương Rộng lười đến cùng Trương Huyền cãi nhau. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ngươi này mạng chó sao? Trương Huyền như cũ không thuận theo không buông tha. Đánh cuộc điểm thật sự, ta mệnh ngươi thật đúng là lấy không đi, 500 triệu thần nguyên khí đan, có dám hay không đánh cuộc? Vương Rộng trực tiếp phản bác Trương Huyền nói, tánh mạng nơi này ai đều lấy không đi, không bằng đánh cuộc điểm thật sự đồ vật. Vậy trước đa tạ ngươi 500 triệu thần nguyên khí đan, Trương Huyền lập tức đó là cười nói. Phải không, đừng như vậy tự tin, một hồi nhìn xem kết quả sẽ biết. Vương Rộng cười lạnh một tiếng. Liền ở hai người ngươi tranh ta đoạt, miệng lưỡi chi tranh khi, một đạo ho khan thanh âm vang lên. Không biết tại hạ có thể hay không cũng tham dự nhị vị tiền đặt cược. Thanh âm từ trong rừng truyền ra, mà Vương Rộng cùng Trương Huyền đều không có chú ý tới có người tới gần. Giờ phút này đều là đột nhiên quay đầu đi, một đạo người mặc áo đen nam tử xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa. Vương Rộng cùng Trương Huyền tức khắc mày nhăn lại, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói. Ngươi nhận thức? Ta không quen biết. Ngươi là ai? Tam câu nói, Vương Rộng cùng Trương Huyền động tác biểu tình, nói chuyện tốc độ đều giống nhau như đúc. Nhị vị còn rất có ăn ý, khó trách liên tiếp muốn đi quấy nhiễu tại hạ luyện đan. Áo đen thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nhìn về phía Vương Rộng cùng Trương Huyền hai người. Nghe vậy hai người tức khắc thân hình chấn động, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm. Mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn xem, có được vực cảnh linh hồn chi lực chính là vị nào cường giả. Trương Huyền cười cười nói, tựa hồ cũng không có muốn cùng Tiêu Viêm trở mặt ý tứ. Ngươi đâu? Tiêu Viêm nhìn về phía Vương Rộng. Lão tử muốn đi nào liền đi đâu? Vương Rộng trực tiếp khí phách đáp lại, đấu thần liên minh khí chất thêm thân, quả nhiên không giống nhau. Đấu thần liên minh sao? Ngươi như vậy khí thế, chỉ sợ liền các ngươi Kim Vô Giã phó minh chủ đều không kịp cùng ngươi đi. Tiêu Viêm cười cười, nói thẳng ra Kim Vô Giã tên, nghe được Tiêu Viêm nói thẳng không cố kỵ, Vương Rộng sắc mặt cũng là trầm xuống. Ngươi đến tục cùng là người phương nào? Vương Rộng lập tức đó là quát mắng hỏi. Tiêu Viêm, không nghe nói qua, ngươi đến từ chính cái gì thế lực cũng không quan trọng, nói chuyện thời điểm tốt nhất phóng tôn trọng điểm. Vương Rộng hung hăng nhìn về phía Tiêu Viêm. Đúng không? Vậy ngươi nhất định phải ghi nhớ tên này, bởi vì ngươi trở lại đấu thần liên minh sau tự nhiên liền sẽ nghe nói. Tiêu Viêm cười cười, lần này không chỉ có đã chết nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ liền đại điện hạ Kim Thiên Long đều đã chết. Tin tức truyền quay lại đấu thần liên minh thời điểm, toàn bộ đấu thần liên minh cao tầng đều là vì này chấn động. Sở hữu phó minh chủ khẩn cấp mở họp, đem tử vong tin tức phong tỏa, nếu không điện hạ tử vong, nhất định sẽ làm vốn là không ổn định đấu thần liên minh dậu đổ bìm leo. Cùng lúc đó, tam điện hạ Kiếm Thục cùng Võ Chấn đều mất đi tin tức, lần này bọn họ quả quyết không có khả năng đi theo sẽ đi, cho nên cũng tùy Tiêu Viêm nhóm đi tới Linh Dược Thiên Cung. Nhưng vẫn chưa tiến vào Linh Dược Thiên Cung, mà là lựa chọn ở bên ngoài chờ, bởi vì bọn họ cần thiết thời khắc che giấu chính mình hành tung. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vương Rộng sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, Tiêu Viêm tên này, ở hắn trong trí nhớ tựa hồ đích xác chưa từng nghe qua.
nhưng lại tựa hồ cảm thấy tên này đã từng xuất hiện ở Đấu Thần Liên Minh quá, thời gian xa xăm, hắn nhớ không rõ cũng là bình thường. Vương Rộng cảm giác Tiêu Viêm có chút uy hiếp hắn ý tứ, lập tức đó là có chút không vui. Không hiểu được ngươi ở nơi nào may mắn được đến Bất Diệt Chi Hỏa, nhưng có được vật ấy ngươi hẳn là biết được, Hoài Bích có tội đạo lý, vô luận ngươi là ai, đều tiểu tâm một ít đi. Vương Rộng nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng chậm rãi giơ lên, lộ ra một cái quỷ mị tươi cười. Đa tạ dặn dò, nói trở về, các ngươi tiền đặt cược ta có thể tham một cái sao? Tiêu Viêm cười cười, hắn tự nhiên nghe được ra tới Vương Rộng trong lời nói tiềm tàng uy hiếp chi ý, bất quá đối này Tiêu Viêm không cho là đúng, ngược lại là cười nói. Vương Rộng hơi trầm mặc, lúc này một bên Trương Huyền nhưng thật ra nở nụ cười. Như thế nào Vương Rộng, mới vừa rồi còn như thế cuồng vọng, hiện tại liền túng, ngươi sợ vị này huynh đài so ngươi luyện chế đan dược càng cường sao? Vương Rộng tựa hồ chịu không nổi loại này châm chọc, lập tức đó là vung tay áo, cười lạnh nói, có gì không dám, Trương Huyền ngươi đến lúc đó nhưng đừng quỵt nợ. Quỵt nợ? Ngươi cho rằng chúng ta Vạn Ma Điện như các ngươi Đấu Thần Liên Minh đám kia vô lại giống nhau sao? Vì 500 triệu thần nguyên khí đan sẽ có Thất Phong Tiết, Trương Huyền khinh thường nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vương Rộng cũng là lạnh giọng quát, Tiêu Viêm ở một bên cũng là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Liền ở ba người nói chuyện với nhau gian, giữa không trung một đạo trầm trọng thanh âm thình lình vang vọng. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, thỉnh sở hữu dự thi luyện dược sư toàn bộ rời đi linh dược núi non. Nói, không trung giữa đó là lần thứ hai xuất hiện mini trùng động, Tiêu Viêm ba người đều là đồng thời thân hình vừa động. Bọn họ là trước hết rời đi nơi này, xuyên qua trùng động, đó là đan dược phẩm chắc đài. Ba người liếc nhau, Trương Huyền trực tiếp nhìn về phía Vương Rộng nói, Vương Rộng, ngươi cũng đừng khiêm tốn, đến từ Đấu Thần Liên Minh luyện dược sư, ngươi liền trước cho chúng ta đánh vẽ mẫu thiết kế. Trương Huyền lời vừa nói ra, Vương Rộng đảo cũng đại khí, lập tức đó là dò ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong thình lình xuất hiện một quả mượt mà đan dược, đan hương bốn phía. Vương Rộng trên mặt tức khắc lộ ra một mặt tự tin, hắn tựa hồ cho rằng chính mình sở luyện chế đan dược đã là 2 năm nội có thể luyện chế ra tới cực hạn phẩm cấp. Thông qua vài tên đan dược giám định giả sau, đó là cuối cùng tuyên bố Vương Rộng đan dược phẩm cấp. Quá cùng nhập hư đan, khó khăn trung đẳng, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 300 nói, trước mắt phẩm chất xếp hạng đệ nhất. Đan dược giám định giả thanh âm chậm rãi truyền ra, Vương Rộng trên mặt tươi cười càng tăng lên. Ngươi ở cao hứng cái gì, tây khu cái thứ nhất giám định chính là ngươi, liền tính ngươi luyện chế chính là một quả rác rưởi đan dược, ngươi cũng xếp hạng đệ nhất. Trương Huyền cười khẩy nói, Vương Rộng lười đến cùng Trương Huyền tiếp tục lãng phí nước miếng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Huyền. Vị này huynh đài, ngươi trước vẫn là ta trước. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Viêm, đó là hỏi. Ta áp cái trục đi. Tiêu Viêm đảo cũng không khách khí, Trương Huyền nghe vậy cũng là khóe mắt co giật, Tiêu Viêm nói ra lời này, đã nói lên Vương Rộng đan dược căn bản đối hắn không có uy hiếp. Vậy ta trước đến đây đi. Trương Huyền gật gật đầu, hắn giơ tay truyền lên luyện chế đan dược, thực mau đan dược giám định sư thanh âm vang lên. Trăm chuyển đại hoàn đan, luyện chế khó khăn thượng đẳng, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 200 nói, trước mắt phẩm chất xếp hạng đệ nhất. Thanh âm truyền ra đồng thời, Vương Rộng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, bởi vì Trương Huyền đan dược lại là áp qua hắn. Nhưng Trương Huyền trên mặt cũng không có kinh hỉ chi sắc, ngược lại biểu hiện thực đạm nhiên, chỉ là cười cười. Như vậy kết quả thực ngoài ý muốn sao? Đoán trước bên trong thôi. Hắn này một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn lại là làm Vương Rộng sắc mặt hồng tím không chừng, trong lòng có khí, như lần này tỉ thí, hắn đích xác bại cho Trương Huyền. Hai người đều kiểm tra đo lường xong rồi đan dược, chợt hai người đó là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, truyền lên chính mình đan dược. Chuyển sinh thịt xương đan, khó khăn hạ đẳng. Đan dược giám định sư thanh âm vừa ra, Vương Rộng cùng Trương Huyền đó là kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm, luyện chế hạ đẳng khó khăn đan dược. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Viêm thật là ngọa hổ tàng long, mà xuống chờ vừa ra thời điểm, cũng liền ý nghĩa căn bản không có bất luận cái gì tương đối đáng nói. Đan dược phẩm cấp, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 500 nói. Này hai cái kết quả ra tới thời điểm, Vương Rộng cùng Trương Huyền cũng là hơi kinh hãi, tuy rằng luyện chế đan dược khó khăn là hạ đẳng, nhưng có thể đem này cái đan dược phẩm cấp tăng lên tới tuyệt phẩm thượng cấp, cùng với ngưng tụ khủng bố 500 nói đan văn, đã là tương đương khủng bố. Bất quá đan dược khó khăn thượng, cũng là xếp hạng đan dược một cái quan trọng tiêu chuẩn. Nếu là Tiêu Viêm luyện chế đan dược đạt tới trung đẳng khó khăn, chỉ sợ lấy 500 nói đan văn như vậy khủng bố số lượng, cũng sẽ nghiền áp Trương Huyền. Chỉ tiếc, khó khăn chỉ là hạ đẳng, bởi vậy kết quả không thể nghi ngờ. Hạ đẳng khó khăn đan dược, không có gì trì hoãn. Trương Huyền cũng là nỉ non nói, trên mặt tươi cười nhưng thật ra càng tăng lên. Vương Rộng, quân vô hí ngôn, tới, 500 triệu thần nguyên khí đan, ta đó là vui lòng nhận cho. Trương Huyền trên mặt đã che kín tươi cười, chậm rãi nhìn về phía một bên Vương Rộng, người sau thế nhưng cũng là cảm thấy Trương Huyền thắng lần này tỉ thí. Ở âm trầm ánh mắt bên trong, lấy ra một quả trang 500 triệu thần nguyên khí đan nạp giới chuẩn bị cho Trương Huyền. Bất quá đúng lúc này, bổn hẳn là tuyên bố xếp hạng đan dược giám định sư lại là dừng một chút, nhìn trước mặt đan dược cho mày.
Này đan bên trong ẩn chứa một tia căn nguyên hơi thở, càng là đem đan dược bản thân tinh luyện tới rồi cực hạn, so bình thường chuyển sinh thịt xương đan hiệu quả phiên bội, khó khăn có lầm. Này đan khó khăn ứng thuộc thượng đẳng. Thịt xương xoay người đan, xếp hạng đệ nhất. Đan dược giám định sư ở do dự một phen sau, trải qua cẩn thận quan sát Tiêu Viêm sở luyện chế đan dược mới rốt cuộc cấp ra cuối cùng kết luận. Này thanh âm truyền ra thời điểm, Trương Huyền tươi cười càng là đột nhiên im bặt, Vương Rộng tuy rằng thua, nhưng hắn trên mặt lại là nổi lên tươi cười, tuy rằng hắn thua, chỉ cần không phải thua ở Trương Huyền trong tay, hắn tựa hồ đều là vui vẻ. Nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới đi, núi cao còn có núi cao hơn, Vương Rộng tiếng cười truyền đẩy ra tới, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm. Trực tiếp giơ tay ném đi đem 500 triệu thần nguyên khí đan nạp giới ném hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp được nạp giới, đó là ôm quyền chấp tay. Đa tạ, tỷ thí mới vừa bắt đầu, nếu không chúng ta tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Tiêu Viêm thử tính nhìn về phía Vương Rộng, không thể không nói, ngoạn ý nhi này dễ dàng nghiện, rốt cuộc tới tay thời điểm liền cảm giác là chính mình bạch nhặt giống nhau. Không có khả năng, thịt xương chuyển sinh đan này đan ta biết được, này khó khăn sao có thể sẽ là thượng đẳng, ta yêu cầu một lần nữa giám định. Trương Huyền tức khắc có chút tức giận, hắn càng là không phục, lạnh giọng quát. Ngươi không tin, chính mình nhìn xem liền có thể. Đan dược giám định sư cũng là gặp qua đại trường hợp người, đối với bão nổi Trương Huyền chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Trương Huyền thật sự không tin, tiến lên đó là tiếp nhận Tiêu Viêm sở luyện chế này cái chuyển sinh thịt xương đan. Thượng thủ một cái chớp mắt, đó là làm Trương Huyền kinh ngạc tới rồi, này cái đan dược tỷ lệ hẳn là trình hồng cam giao nhau. Nhưng giờ phút này Trương Huyền trong tay này cái chuyển sinh thịt xương đan, thình lình hiện ra chính là một loại màu đỏ đen, hơn nữa ở đan dược mặt ngoài còn châm một loại màu đen ngọn lửa. Tiểu tâm một ít, ta này cái đan dược chính là có linh tính, một không chú ý chúng hỏa độc liền không hảo. Tiêu Viêm không quên ở một bên nhắc nhở một câu, Trương Huyền lập tức đó là nhận thấy được. Phảng phất thật sự có một cổ ngọn lửa lực lượng theo hắn bàn tay ở xâm nhập, sợ tới mức Trương Huyền vội vàng trả lại đan dược. Tức khắc gian, Trương Huyền cứng họng, bởi vì giờ phút này hắn minh bạch lại đây là dùng xếp hạng đệ tam hỏa diễm chi tâm bất diệt chi hỏa luyện chế đan dược, nghiền áp với hắn hoàn toàn bình thường. Cam bái hạ phong, Trương Huyền cũng không có ở nhiều lời, lấy ra chính mình 500 triệu thần nguyên khí đan giao cho Tiêu Viêm. Đa tạ, không thể không nói, nhị vị thực lực cũng là rất mạnh a, nói không chừng lần sau thua chính là ta, nếu không đợt thứ hai chúng ta cũng so một lần. Tiêu Viêm cười nói, giọng nói rơi xuống, Vương Rộng cùng Trương Huyền liếc nhau đều là lộ ra cười khổ, bọn họ hai người dựa kỹ thuật, mà Tiêu Viêm còn lại là dựa hỏa diễm chi tâm, hoàn toàn không thể so sánh. Cam bái hạ phong, Trương Huyền ôm quyền chắp tay, đó là không có tiếp tục nhiều lời, thân hình vừa động, đó là rời đi. Vương Rộng cũng là không có nhiều lời, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm sau, trong ánh mắt có một loại nói không nên lời hương vị, nhưng cũng không dám đi tiếp Tiêu Viêm lời nói. Vương Rộng ho khan hai tiếng, đó là trực tiếp bước ra rời đi, nhìn liền như vậy rời đi hai người. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ước lượng trên tay các trang 500 triệu thần nguyên khí đan, còn có chút tiếc hận. Không nghĩ tới kiếm thần nguyên khí đan còn có thể dùng phương thức này, đại ý, hẳn là phóng thủy, lật mềm buộc chặt thả con tép, bắt con tôm, sau đó ở một lưới bắt hết. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cảm giác thả chạy hai điều cá lớn. Chờ đợi giây lát sau, tất cả mọi người giám định xong rồi đan dược, mà cuối cùng xếp hạng cũng đi theo ra tới, không hề ngoài ý muốn. Tiêu Viêm đan dược ổn cư đứng đầu bảng, chừng 8.000 hơn người tham gia. Nhưng lại chỉ lấy trước 100 danh, nói cách khác, có 7.000 hơn người cống hiến 1 tỷ thần nguyên khí đan, bất quá vòng thứ nhất đào thải giả, sẽ lui lấy một nửa phí báo danh. Nói cách khác thất bại lúc sau, vẫn có thể lấy về 500 triệu thần nguyên khí đan. Kể từ đó nhưng thật ra lực hiện công bằng một ít, đến nỗi trước 100 danh giả, đó là thành công thăng cấp tiếp theo luân tỷ thí. Toàn bộ ngôi cao bắt đầu biến ảo, 4 khu dung hợp, mấy vạn người trực tiếp giảm mạnh tới rồi 400 người. Loại này loại bỏ tỷ lệ cũng là tương đương khủng bố. 400 người tại đây to như vậy ngôi cao phía trên, mỗi người đều có một mảnh rất lớn khu vực luyện dược, chỉ có như thế mới có thể lẫn nhau không đi quấy rầy. Linh dược đại tái đợt thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Đợt thứ 2 tỷ thí, so không chỉ có là luyện dược thuật, còn có đối luyện dược lý giải, đặt ở các ngươi mỗi người trước mặt dược liệu đều là giống nhau như đúc. Cần thiết tinh luyện sở hữu dược liệu, tiến tới luyện chế sáng tạo ra một quả thuộc về các ngươi chính mình đan dược. Có thể là bất luận cái gì dược hiệu, điểm này không có hạn chế. Nhưng phẩm cấp cần thiết đạt tới tuyệt phẩm, nếu không coi là thất bại. Bất quá tại đây chúc mừng chư vị thăng cấp đợt thứ 2, tại đây đợt thứ 2 kẻ thất bại. Có thể toàn ngạch lấy về 1 tỷ thần nguyên khí đan, hơn nữa đạt được hy hữu linh dược làm tưởng thưởng, nhưng ta tin tưởng, chư vị mục tiêu không chỉ như vậy. Cuối cùng lựa chọn, trừ bỏ nên có khen thưởng ở ngoài, còn có 5 tỷ thần nguyên khí đan làm thêm vào tưởng thưởng, cuối cùng tái chỉ lấy tiền 10 danh. Một đạo trầm trọng thanh âm ở vang vọng bốn phía, ở Tiêu Viêm trước mặt trên bàn đá bái phỏng một quả nạp giới. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tham nhập nạp giới giữa. Mà ở này trong đó, đó là có rất nhiều linh dược, nhưng không một lặp lại, thậm chí có chút dược liệu phi thường xảo quyệt, thế cho nên Tiêu Viêm đều không nhận biết. Bất quá này đều không phải chỗ khó nơi, đông đảo dược liệu yêu cầu tinh luyện, mà có chút dược liệu còn lại là dược tính tương hướng,
không thể dung hợp, điểm này muốn rõ ràng phán đoán. Lần này luyện dược chỗ khó không phải luyện chế ra cái gì đan dược, mà là muốn tại đây đông đảo dược liệu giữa, lựa chọn dược liệu chi gian lẫn nhau dung hợp chính xác trình tự. Sở luyện chế đan dược càng tinh chuẩn, như vậy lần này luyện dược xếp hạng cũng liền càng cao. Thông qua dược liệu quan sát, này cái đan dược kỳ thật khó khăn cũng không cao, nhưng là không có phương thuốc thời điểm. Như vậy muốn luyện chế ra này đó dược liệu hẳn là luyện chế ra tới đan dược khi, khó khăn liền sẽ vô hạn phóng đại, luyện chế tổn hại khả năng tính cũng là cực đại. Thời gian kỳ hạn 5 năm. Lần này cho đại gia thời gian hơi chút sung túc một ít, bốn phía cơ hồ không có người xem. Chỉ có ở tỉ thí tới rồi cuối cùng khi đoạn thời điểm, toàn bộ ngôi cao mới có thể lần thứ hai bị vây đầy người ảnh. 400 danh luyện dược sư, ở bắt được nạp giới lúc sau, toàn bộ lâm vào lâu dài trầm tư, đều là đem nạp giới bên trong sở hữu dược liệu toàn bộ lấy ra. Nhất nhất tiến hành cẩn thận phân biệt, chỉ có hiểu biết này mỗi một gốc cây dược liệu đặc tính lúc sau, mới có khả năng đoán ra này đó dược liệu sở muốn luyện chế đan dược là cái gì. Tiêu Viêm cũng là như thế, phân biệt dược liệu này một bước không có biện pháp tỉnh đi, đối với Tiêu Viêm tới nói. Luyện chế tuyệt phẩm đan dược cũng là vừa rồi tiếp xúc đến, bởi vậy với hắn mà nói khó khăn cũng là tương đương không nhỏ, hắn cũng không có nắm chắc luyện chế này đan. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tiêu Viêm nhìn đông đảo dược liệu, ở nhận thức lúc sau, còn muốn suy xét dược liệu chi gian dung hợp trình tự, mà thời gian đã qua đi một năm lâu. Toàn bộ ngôi cao phía trên, như cũ không có bất luận cái gì một cái luyện dược sư ra tay luyện chế, một quả tuyệt phẩm đan dược phức tạp trình độ vô pháp tưởng tượng. Nếu là không có phương thuốc làm chỉ đạo, dược liệu chi gian một khi có một mặt sai lầm, như vậy liền tính có thể thành công luyện chế ra đan dược. Nhưng luyện chế mà ra đan dược chỉ sợ cũng là cùng dược liệu chân chính sở luyện chế đan dược dược tính một trời một vực. Đợt thứ hai khảo nghiệm không chỉ có khó ở Tiêu Viêm, càng là khó ở đây sở hữu luyện dược sư. Bất quá ở năm thứ hai thời điểm, rốt cuộc có một đạo ngọn lửa ở ngôi cao nơi nào đó dâng lên. Tựa hồ có luyện dược sư đã phá giải này đó dược liệu câu đố, tìm được rồi luyện chế đan dược phương hướng, bắt đầu xuống tay luyện chế. Mà Tiêu Viêm cho mày, hết đường xoay sở. Này đó dược liệu có thể luyện chế ba loại dược tính đan dược, hơn nữa ba loại dược tính đều là hoàn toàn bất đồng. Đối với vừa mới tiếp xúc tuyệt phẩm đan dược Tiêu Viêm tới nói, cơ hồ hoàn toàn không có kinh nghiệm, bởi vậy nhìn đông đảo đan dược. Ở không có phương thuốc dưới tình huống, đừng nói 5 năm, chỉ sợ 10 năm Tiêu Viêm cũng rất khó tìm kiếm ra luyện chế trong đó chính xác đan dược. Hú chi dược liệu không có dư thừa, chỉ có 2 phúc đan dược, nói cách khác, chỉ có 2 lần cơ hội, nhiều nhất thất bại 2 lần sau, đó là hoàn toàn đã không có cơ hội. Bất quá liền ở Tiêu Viêm hết đường xoay sở, thậm chí đã có từ bỏ ý niệm thời điểm, một đạo thanh âm nhưng thật ra bỗng nhiên ở Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Mà truyền ra thanh âm, lại là Thập Tuyệt Yêu Viêm. Ngươi hiểu được luyện đan? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, đương nhiên, thân là Hỏa Diễm Chi Tâm, đi theo chủ nhân đều không phải là đều là luyện dược sư. Trái lại trên thực tế đương thực lực tăng lên tới một cấp bậc thời điểm, luyện dược tựa hồ ở dần dần bị nhược hóa, bởi vì cao phẩm cấp đan dược luyện chế thực sự quá hao phí thời gian. Cùng quá chủ nhân có điểm nhiều, bởi vậy hiểu biết quá một ít. Thập Tuyệt Yêu Viêm trả lời nói. Thập Tuyệt Yêu Viêm cùng mặt khác Hỏa Diễm Chi Tâm bất đồng, nó có thể chia làm 10 đóa ngọn lửa, mà 10 đóa ngọn lửa có thể đi theo 10 cái người, cũng liền nói là Thập Tuyệt Yêu Viêm ở đông đảo Hỏa Diễm Chi Tâm chung là có được chủ nhân nhiều nhất, những người này có được Thập Tuyệt Yêu Viêm nhưng lại không có hoàn toàn có được. Đương nhiên đối với mặt khác Hỏa Diễm Chi Tâm tới nói, chúng nó sẽ không có quá nhiều ký ức điểm, liền tính đã từng chủ nhân là luyện dược sư. Chúng nó cũng không có đi cố tình ký ức, rốt cuộc này đó ký ức đối với chúng nó tới nói bản thân chính là vô dụng. Bởi vậy Thập Tuyệt Yêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, nhưng thật ra dọa tới rồi Tiêu Viêm. Vậy ngươi biết được này đó dược liệu là luyện chế này đó đan dược sao? Tiêu Viêm lần thứ hai hỏi, khi nói chuyện, ba loại phương thuốc ký ức đó là dũng mãnh vào tới rồi Tiêu Viêm ký ức giữa. Đương nhiên, này đó phương thuốc cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một đại khái phương hướng mà thôi. Ta có thể giúp được chỉ có nhiều như vậy, đến nỗi này đó đan dược đến tục cùng là ba loại bên trong nào một loại, ta đó là không biết. Thập Tuyệt Yêu Viêm thanh âm lần thứ hai vang lên, tuy rằng ba loại phương thuốc cũng không hoàn chỉnh, như này đã đối với hết đường xoay sở Tiêu Viêm tới nói là cực đại trợ giúp. Tiêu Viêm bắt đầu rồi phân tích trong óc bên trong Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hắn phương thuốc ký ức. Phân biệt là ba loại hoàn toàn bất đồng dược tính đan dược, một quả là giải độc đan, một quả là kịch độc đan, còn có một quả còn lại là chữa thương đan. Từ ba loại phương thuốc đi lên xem, cơ hồ đều là giống nhau như đúc dược liệu, nhưng luyện chế ra tới đan dược lại là có thể hoàn toàn là dược tính tương bội ba loại đan dược. Tức khắc gian Tiêu Viêm đó là minh bạch, vì sao ở đây hơn 400 danh luyện dược sư, toàn bộ đều lâm vào lâu dài trầm tư chung. Như vậy nan đề kia đến yêu cầu cỡ nào lợi hại luyện dược thiên phú mới có thể hiểu ra, đương nhiên, trừ phi này 400 danh luyện dược sư chung luyện chế quá này đó đan dược. Hơn nữa vừa lúc là ba loại đan dược đều luyện chế quá, nếu như vậy, có lẽ bọn họ là có thể biết được, này đó dược liệu chân chính sở luyện chế đan dược là nào một loại. Có Thập Tuyệt Yêu Viêm cấp ra nhắc nhở, Tiêu Viêm tuy rằng không có luyện dược, nhưng là ở trong óc bên trong đã bắt đầu rồi luyện chế. Chẳng qua là bắt chước luyện chế, theo ký ức bên trong phương thuốc, tìm được trong đó chính xác phương hướng liền có thể. Lại đi qua một năm thời gian,
khoảng cách luyện dược bắt đầu đến nay, đã qua đi 3 năm thời gian, một ít luyện dược sư đã không chịu nổi tính tình, sôi nổi bắt đầu ra tay luyện chế nải đan. Không hiểu được khi, vậy chỉ có thể bằng vào chính mình trực giác đi luyện chế, đến nỗi có thể hay không thành công, tổng so đến cuối cùng liền cái gì cũng chưa luyện chế muốn tốt một chút. Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt, để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn ở trong óc bên trong một lần lại một lần suy đoán, ba loại đan dược từ này đó dược liệu giữa. Dựa theo chuẩn xác trình tự đều có thể luyện chế, nhưng dược liệu đều sẽ có được có mất, đều không phải là hoàn toàn chọn dùng toàn bộ dược liệu, vậy thuyết minh Tiêu Viêm suy đoán rất có khả năng là sai. Này đó dược liệu hẳn là không có một mặt là dư thừa, này đó dược liệu sở luyện chế ra tới đan dược nhất định có một quả là dùng tới sở hữu này đó dược liệu. Nhưng Tiêu Viêm suy đoán đã hơn trăm lần, như cũ không có một lần thành công suy đoán. Rốt cuộc thành công suy đoán ra một lần, như vậy đã nói lên tìm được rồi này cái đan dược chính xác đáp án, Tiêu Viêm cái trán mạo mồ hôi lạnh, hắn biết được. Cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, Tiêu Viêm thậm chí có một ý niệm, có lẽ Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hắn phương thuốc trong trí nhớ, ba loại phương thuốc đều là sai lầm phương hướng. Thời gian lại đi qua mấy tháng, Tiêu Viêm như cũ vô pháp hoàn toàn chính xác suy đoán thành công. Bất quá lúc này Tiêu Viêm đã bỗng nhiên mở hai mắt, bàn tay dò ra, ngọn lửa đó là trực tiếp kích động mà ra. Không có thời gian, nếu không có chính xác phương hướng, như vậy chỉ có thể chính mình sáng tạo ra một quả. Này ba loại phương thuốc đều không chính xác, nhưng có một chút Tiêu Viêm thập phần tin tưởng chính mình phán đoán, này cái đan dược nhất định sẽ dùng tới sở hữu dược liệu. Không có một mặt dược liệu sẽ là dư thừa, bởi vậy, Tiêu Viêm sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một mặt dược liệu, hắn muốn đem sở hữu dược liệu đều vận dụng thượng. Đến nỗi cuối cùng có không luyện chế thành công, đến tột cùng sẽ luyện chế ra một quả cái gì dược tính đan dược, Tiêu Viêm cũng không hiểu được. Bất quá thời gian đã không nhiều lắm, hắn cần thiết lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, nếu không thời gian hoàn toàn đem hoàn toàn không đủ. Nhìn quét quanh mình, có một nửa luyện dược sư bắt đầu rồi luyện chế, nhưng còn có một nửa luyện dược sư như cũ lâm vào suy tư bên trong. Bởi vì bọn họ biết được, lung tung luyện chế một hồi, nhất định là thất bại giải quyết. Điểm này, ở chợt một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh chung, hoàn toàn bị xác minh. Ngôi cao phía trên, có một bộ phận luyện dược sư thói quen dùng dược đỉnh tiến hành luyện chế, đương nhiên, cũng có một bộ phận luyện dược sư không có lựa chọn dược đỉnh. Bởi vì đối với hiện giờ như vậy cấp bậc luyện dược sư tới nói, trừ phi cực kỳ đỉnh cấp dược đỉnh, hoặc là phi thường đặc biệt dược đỉnh. Nếu không dược đỉnh đối với luyện dược tác dụng, nhiều nhất là khởi đến một chút ổn định tác dụng, bản thân tác dụng không đến mức phi dùng không thể nâng nổi. Trực tiếp hình thành một mảnh loại nhỏ mây nấm, cũng may là Linh Dược Thiên Cung kinh nghiệm phong phú, đã sớm ở các luyện dược sư lẫn nhau tồn tại khu vực giữa có làm cách ly. Nổ mạnh uy lực cũng không có hướng bốn phía khuếch tán, sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác luyện dược sư luyện chế. Tuy rằng cuối cùng không có suy đoán thành công, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm cho Tiêu Viêm phương thuốc vẫn là khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Ít nhất Tiêu Viêm ở luyện chế tinh luyện tốc độ thượng có thể mau thượng không ít, rốt cuộc tuyệt đại bộ phận dược liệu chi gian dung hợp đều là không có vấn đề. Thượng vạn dược liệu, Tiêu Viêm đem này tinh luyện dung hợp, tinh luyện mà ra tinh hoa không ngừng giao hòa ở cùng nhau, cuối cùng hình thành nắm tay lớn nhỏ nước thuốc, theo Tiêu Viêm luyện chế. Trước mặt còn chưa tinh luyện dược liệu dần dần giảm bớt, cuối cùng Tiêu Viêm trước mặt còn dư lại cuối cùng trăm loại dược liệu, mà này trăm loại dược liệu, đúng là luyện chế này đan dược chân chính khó khăn chỗ. Chúng nó dung hợp phương hướng, nãy sẽ trực tiếp thay đổi này cái đan dược dược tính cùng phương hướng. Bởi vậy này đó dược liệu lẫn nhau dung hợp có không thành công, cũng đem trực tiếp ảnh hưởng Tiêu Viêm này cái đan dược hay không có thể luyện chế thành công. Tiêu Viêm cẩn thận nhìn này đó dược liệu, nhất nhất phân biệt, hắn cần thiết vào giờ phút này làm ra lựa chọn. Bởi vì phương thuốc giữa đối này đó dược liệu cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, đây là một câu đố. Mao xà long thảo, dược tính thiên hàn, ẩn chứa kịch độc, dương lệ quả, lại là giải độc thuốc hay, hoàn toàn là tương bội, hiện tại dư lại hạ dược liệu giữa. Hoặc là độc, hoặc là giải độc, hoặc là bổ dưỡng, hoặc là nham hiểm. Hết thảy đều là tương phản mà nói, dựa theo bình thường suy đoán, đều là theo dược liệu dược tính đi suy đoán. Như này cái đan dược lại là hoàn toàn tương phản, rất nhiều dược liệu không cần độc, cũng không cần giải, muốn đó là chúng nó lẫn nhau trung hòa. Nếu là dược tính tương bội, dung hợp thất bại khả năng tính cực thấp, nhưng nếu không như vậy, liền sẽ vứt bỏ này trăm loại dược liệu. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, bởi vì giờ phút này hắn đã tinh luyện sở hữu dược liệu, thực tế đó là có thể luyện chế ra một quả thành đan, nhưng còn có trăm loại dược liệu còn thừa. Vậy thuyết minh, giờ phút này tuyệt phi chính xác. Trăm loại dược liệu nếu là vứt bỏ, luyện chế ra tới đan dược nhất định sẽ là sai lầm. Đã muốn chạy tới này một bước, Tiêu Viêm tim đập cũng là hơi hơi gia tốc, bởi vì đan dược hắn có thể thành đan, nhưng muốn từ bỏ trăm loại dược liệu. Nếu là hắn nếm thử dung hợp tương bội này trăm loại dược liệu, liền có khả năng cái gì đan dược đều luyện chế không ra. Đến tột cùng là yêu cầu ổn, vẫn là muốn mạo hiểm nếm thử, đây là một cái phi thường khó khăn lựa chọn. Bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết hắn suy đoán hay không chính xác, này trăm loại dược liệu thật là không thể thiếu, vẫn là nan đề chính là đem chúng nó loại bỏ. Tiêu Viêm trong lòng không có chuẩn xác đáp án, nhưng ở Tiêu Viêm trong lòng vẫn luôn có một thanh âm ở nói cho hắn, này đó dược liệu không có một mặt là dư thừa, nếu gần chỉ là loại bỏ. Như vậy này cái đan dược luyện chế mà ra khó khăn liền sẽ đại biên độ hạ thấp, nếu là như thế, như vậy liền không khả năng sẽ làm này hơn 400 danh cường đại luyện dược sư cảm thấy bất lực.
Ở Vừa Lật Tâm Lý Đấu Tranh lúc sau, Tiêu Viêm đó là đơn giản cắn răng một cái, vẫn là kiên trì chính mình đệ nhất lựa chọn. Liên tính thất bại, Tiêu Viêm cũng cần thiết thử một lần. Tuy rằng còn có một bộ dược liệu, nhưng hiện tại khoảng cách kết thúc lại chỉ có mấy tháng thời gian, nếu là Tiêu Viêm khăng khăng như thế. Như vậy cho dù có dược liệu lại luyện chế thời gian cũng đã không đủ, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn hoặc là thành công hoặc là thất bại, không có đường lui đáng nói. Đương nhiên, một cái linh dược đại tái mà thôi, đối với Tiêu Viêm tới nói kỳ thật thượng liền tính thất bại cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng hắn cần thiết kiên trì chính mình lựa chọn. Cuối cùng trăm loại dược liệu, Tiêu Viêm bắt đầu dung hợp, có thể dung hợp dược liệu đều là dược tính tương bội. Thất bại khả năng tính cũng là cực cao, bởi vậy Tiêu Viêm tốc độ cũng là không thể không thả chậm xuống dưới. Luyện đan sở tiêu hao thời gian là đại lượng, cùng lúc đó, khoảng cách kết thúc còn có cuối cùng 2 tháng thời điểm. Đã có rất nhiều luyện dược sư luyện chế hoàn thành, bất quá nhất lệnh người khiếp sợ vẫn là có một nửa luyện dược sư lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Rốt cuộc ở không có phương thuốc dưới tình huống muốn đi luyện chế một quả tuyệt phẩm đan dược là một kiện kiểu gì chuyện khó khăn. Bao gồm Tiêu Viêm, nếu không phải không có thập tuyệt yêu viêm đề điểm, chỉ sợ cũng sẽ như này một nửa luyện dược sư trực tiếp từ bỏ. Giữa sân còn ở luyện chế người đã phi thường thiếu, Tiêu Viêm đó là trong đó một cái, ở nay đó người trong mắt, cơ hồ là không có thành công khả năng. Bất quá Tiêu Viêm ánh mắt như cũ thực kiên nghị, thẳng đến cuối cùng hai loại dược tính tương bội dược liệu thành công dung hợp thời điểm, Tiêu Viêm trong mắt đó là bạo nổi lên tinh quang. Thành công! Tiêu Viêm kinh hỉ nói, bất quá lúc này hắn tính thời gian, còn có cuối cùng 2 tháng không đến thời gian, tuy rằng toàn bộ tinh luyện, nhưng còn không có tiến hành thành đan, nước thuốc như nắm tay lớn nhỏ, cứ việc đã dung hợp, nhưng còn cần tiếp tục tinh luyện, cuối cùng mới có thể thành đan. Thời gian đã không đủ, Tiêu Viêm không có nghi muộn, ầm ầm một tiếng, này ngọn lửa đó là tăng vọt, toàn bộ giữa sân đều bị Tiêu Viêm nơi này tận trời ngọn lửa hấp dẫn. Vực cảnh linh hồn chi lực cũng là khoảnh khắc bùng nổ, tức khắc gian giữa sân truyền đến kinh nghi tiếng động, ánh mắt toàn bộ hướng tới Tiêu Viêm nhìn chăm chú qua đi. Vương Rộng cùng Trương Huyền cũng ở trong đó, nhìn ngọn lửa phía dưới thân ảnh, hai người liền đều là đôi mắt híp lại, nhìn Tiêu Viêm như vậy động tĩnh. Mọi người cũng là khó hiểu Tiêu Viêm đang làm cái gì, nhưng thấy ngọn lửa bên trong không ngừng ngưng xúc nước thuốc, liền mới hiểu được lại đây. Hiện tại còn ở tinh luyện, chỉ sợ thời gian đã không đủ. Đã quá muộn, muốn luyện chế thành công, ít nhất yêu cầu nửa năm thậm chí càng lâu thời gian. Có thể tiến vào đến này một vòng còn phạm như thế cấp thấp sai lầm, quả thực làm người không cấm hoài nghi là như thế nào xông qua vòng thứ nhất. Từng đạo tiếc hận thanh âm truyền ra, tựa hồ ở bọn họ trong mắt, Tiêu Viêm đã không có khả năng ở quy định thời gian nội luyện chế thành công. 2 tháng muốn thành đan sao? Vương Rộng lẩm bẩm. Những người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn liền chưa chắc. Trương Huyền đồng dạng trong lòng xuất hiện nghi hoặc, bất quá hắn cùng những người khác bất đồng, bởi vì hắn biết được. Tiêu Viêm có được ngọn lửa chi tâm bực này thần vật, 2 tháng hoàn toàn tinh luyện cũng đều không phải là không có khả năng. Mà ở ngôi cao khoảng cách Tiêu Viêm xa hơn một chút một ít địa phương, có một đạo thân ảnh. Nàng một đầu tóc bạc mắt bạc, hướng tới Tiêu Viêm nơi phương hướng nhìn lại đây, ánh mắt hơi ngưng, nhẹ nhi ra tiếng, ân. Cái này linh hồn chi lực, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Tiêu Viêm nếu là thấy này nói như thiếu niên bộ dáng thân ảnh khi, liếc mắt một cái liền nhận được, vạn giới tranh bá tái trung. Tuy rằng chưa từng có nhiều giao thoa, nhưng lại làm Tiêu Viêm ấn tượng khắc sâu, không có tu luyện nguyên khí, chỉ chuyên chú với linh hồn chi lực linh năng giới. Này nghi hoặc ra tiếng thân ảnh, cũng đúng là đã từng cùng Tiêu Viêm tham gia quá vạn giới tranh bá tái Linh Phi. Linh Phi ánh mắt hướng tới Tiêu Viêm đánh giá lại đây, người sau đang xem thanh lúc sau, cũng là hơi kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Thế nhưng là hắn, không nghĩ tới, người này linh hồn chi lực cũng là đột phá tới rồi vực cảnh. Linh Phi nhận ra Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực cũng là cảm giác được khủng bố, rốt cuộc tham gia vạn giới tranh bá tái thời điểm. Tiêu Viêm linh hồn chi lực còn hoàn toàn bị nàng nghiền áp, hiện giờ thế nhưng đột phá tới rồi vực cảnh, đây là Linh Phi không nghĩ tới. Ta vốn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới thế nhưng còn sống, bị đấu thần liên minh trả thù mà bất tử, người này xem ra cũng là tương đương bất phàm. Linh Phi khiếp sợ nói, mà ở tay nàng có một quả mượt mà thả tản ra ánh sáng nhạt đan dược. Quá hấp tấp, hắn chỉ sợ vô pháp luyện chế thành công, rốt cuộc cuối cùng tinh luyện, đối với linh hồn chi lực yêu cầu nhược một ít. Ngọn lửa yêu cầu càng cường một ít, 2 tháng thời gian đi tinh luyện thành đan, quá khó khăn. Thấy quen thuộc gương mặt, Linh Phi cũng là thế Tiêu Viêm không cấm cảm thấy tiếc hận. Trừ phi, hắn có càng cường ngọn lửa, Linh Phi lẩm bẩm nói. Bất quá liền ở nàng thanh âm rơi xuống một cái chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm nguyên bản 5 màu ngọn lửa nháy mắt hóa thành màu đen. Cùng lúc đó, một loại đến từ ngọn lửa cảm giác áp bách thổi quét ngôi cao thượng không một cái luyện dược sư. 9 đại hỏa diễm chi tâm, bất luận cái gì một cái hỏa diễm chi tâm xuất hiện thời điểm, đều sẽ xuất hiện vạn hỏa chiều bái chi cảnh, rốt cuộc chúng nó vốn là áp đảo vạn hỏa phía trên, là sở hữu ngọn lửa chí tôn. Nhìn hưng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa, tức khắc gian, toàn bộ ngôi cao đều vang vọng nổi lên một mảnh ồ lên thanh âm. Nhìn này màu đen ngọn lửa cùng cảm giác áp bách. Đối với luyện dược sư tới nói, ngọn lửa là quan trọng nhất, bởi vậy, tuyệt đại bộ phận luyện dược sư đều biết được hỏa diễm chi tâm tồn tại. Bất quá ở này đó người trong mắt, hỏa diễm chi tâm bực này thần vật,
cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể chân chính nhìn thấy, hơn nữa cảm nhận được này cường đại uy áp. Sở hữu luyện dược sư trong mắt bạo nổi lên ánh sao, sở hữu đôi mắt đều ảnh ngược kia ngập trời màu đen ngọn lửa, mỗi người biểu tình đều dần dần trở nên phấn khởi lên. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 23 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.